Xin chào các bạn khán giả của Đèn Đỏ Cinema. Thể loại phim hành động, đặc biệt là với sự góp mặt của những ngôi sao tên tuổi lớn, chưa bao giờ là một công thức lỗi thời với các nhà làm phim Hollywood. Và sau khi Aaron Eckhart vừa ra mắt điệp vụ cuối cùng cách đây không lâu, ngôi sao phim hành động Jason Statham cũng tuyên bố trở lại với bộ phim mật vụ ông để khẳng định vị trí của bản thân trong thị trường phim hành động của năm 2024. Vậy mật vụ ông có gì đặc sắc và có đáng để các bạn ra dạp tận hưởng không? Cùng Đèn Đỏ Cinema chúng mình review phim này nhé! Câu chuyện kể về hành trình báo thù của một người thợ nuôi ong tên là Adam Clay, sau khi một người hàng xóm cưu mang anh đã tự sát vì bị lừa đảo rút hết tiền tiết kiệm của mình. Quá trình điều tra mở rộng thêm đã khiến Clay nhận ra rằng anh đang phải đối đầu với cả một đường dây tiền bạc có liên quan đến tập đoàn lớn, cục tình báo và thậm chí là cả chính phủ. Tuy nhiên, với tư cách là người nuôi ong, anh quyết tâm truy cùng tận diệt kẻ chịu trách nhiệm sau cùng để đem lại công lý cho những kẻ yếu thế là nạn nhân của chương trình lừa đảo này. Kịch bản có những yếu tố như trả thù cho người thân yêu đã khuất, truy lùng đứa con trai khiếm khuyết của một người cha mẹ quyền lực nhưng bất lực đối đầu với tổ chức cũ của mình chắc chắn không thể khiến người xem không nhớ đến thương hiệu John Wick đã quá nổi tiếng. Mặc dù vậy, bộ phim có tiềm năng sáng tạo khi đã khéo léo dựng nên cấu trúc câu chuyện dựa trên hành vi xã hội của loài ong, từ đó giải thích cho cách hành tung của nhân vật chính. Tuy vậy, với thể loại là phim hành động đánh đấm ảo lòi, rất đáng tiếc là ý tưởng này lẽ ra đã có thể được khai thác triệt đề hơn. Ngoài ra, kịch bản của phim rất tham vọng khi nâng tầm hoạt động của nhân vật chính đến mức độ truy sát người của chính phủ. Tuy nhiên bộ phim gặp phải vấn đề đầu voi đuôi chuột khi thiết lập rất nhiều nhưng giải quyết về cuối lại rất vụng về ngô nghe và đã để lại một sự hụt hứng không nhỏ cho các khán giả. Hình tượng được xây dựng nhiều nhất trong câu chuyện có lẽ là các người thợ nuôi ong và đại diện là nhân vật chính Adam Clay. Bằng việc tạo ra sự tương đồng giữa cách loài ong sinh tồn và diễn biến hành tung của nhân vật chính, bộ phim đã khắc họa được hình tượng người lính đặc nhiệm mang biệt danh thợ nuôi ong khá là ấn tượng. Tuy nhiên các thành viên còn lại trong tổ chức nuôi ong thì lại chỉ là những lính đặc nhiệm thông thường và sau cùng thì chỉ còn là cái bao cát để Jason Statham đánh đấm mà thôi. Trên thực tế hầu hết các nhân vật trong phim là bao cát hoặc bình vôi dọn đường cho nhân vật chính và do đó chưa thể khắc phục được nhược điểm của phim hành động thể loại John Wick là làm cho nhân vật chính qua bá đạo và không có cách nào để tạo nên sự kịch tính. Chắc chắn Jason Statham là diễn viên trọng tâm của bộ phim. Vài diện Adam Clay vẫn mang phong thái điển hình của các nhân vật chính phim hành động mà anh vẫn thường thủ vai, lạnh lùng, điềm tĩnh, thi thoảng thở ra vài câu triết lý nhân vật này có đôi chút không gian cho tình cảm được thể hiện qua sự thương cảm của anh với cái chết của người đã cưu mang mình nhưng điều này vô tình khiến cho nhân vật của anh thường xuyên nói đạo lý trong những cảnh không phù hợp cho lắm và khiến cho khán giả cảm thấy diễn xuất ở những phân đoạn này hơi bị dập khuôn và sượng chân về chất lượng đánh đấm thì cũng khó có thể kỳ vọng Jason Statham sẽ thực hiện các cảnh hành động xuất sắc và chân thực như John Wick được tuy nhiên nam diễn viên cũng thể hiện được mức độ chân thực phần nào trong cách hành tung bắt lẻ ám sát bất ngờ của mình trừ phân đoạn một cân hết ở cuối phim ra điều này khiến cho chất lượng hành động của bộ phim tuy chưa đạt chuẩn nhưng ít ra cũng ở trên mức trung bình phần lớn các nhân vật phụ còn lại là những nhân vật công thức điển hình như trong john wick bộ phim có phản diện là một cậu thanh niên hư đốn phải trả giá vì sự vô trách nhiệm của mình người mẹ đầy quyền lực nhưng cũng bất lực khi biết con mình đang bị săn bởi một kẻ không thể ngăn cản tổ chức cũ của nhân vật chính nhưng không bắt bài được nhân vật chính và bị đập tơi bời và tương tự như vậy có lẽ nhân vật đáng chú ý nhất là cô điệp vụ của cục điều tra có tên là v thế nhưng sự mâu thuẫn giữa khao khát trả thù của cô và trách nhiệm thi hành pháp luật không được khai thác triệt đề và do đó cô chỉ đóng vai trò là hoa tiêu chỉ dẫn cho người xem hiểu về cách nhân vật chính hành tung mà thôi. Bối cảnh của mật vụ ông tập trung chủ yếu vào sự hiện đại và đất diễn đánh nhau của nhân vật chính thường là các sở chỉ huy thông tin của tập đoàn doanh nghiệp công nghệ lớn. Các bối cảnh khác như dinh thự nhà đen phát phục vụ cho màn đánh nhau hoành tráng cuối phim thì chưa được khai thác triệt để và vẫn hơi mang cảm giác bí bách, ngột ngạt, tối giản, Ngoài ra những bối cảnh còn lại phục vụ tốt cho việc khai thác nhân vật. Ví dụ như trại nuôi ong của Adam Clay và các thiết bị của nó rất chân thực với ngoài đời. Hình ảnh của bộ phim tuy có sự trau chuốt nhưng đôi lúc thiếu tiết chế. Ánh sáng của bộ phim có sự tương phản lớn và có nhiều phân cảnh hắt sáng thẳng vào màn hình khiến cho khán giả không thấy diễn biến trên màn ảnh. Màu phim chủ yếu để tăng sự kịch tính và hấp dẫn hơn là tính thực tế và thẩm mỹ. Và do đó đạt được mục đích dàn dựng cho các cảnh đánh đấm trông hoành tráng và đã mắt hơn chuyển động máy của phim có sự tiết chế tương đối so với các phim hành động thông thường và việc cắt chuyển cảnh được thực hiện linh hoạt hiệu quả hơn giúp người xem thấy được các thao tác hành tung chính xác của nam diễn viên Jason Statham. Âm thanh của phim được thiết kế ở mức ổn, đáp ứng nhu cầu giải trí của khán giả đại chúng. Tuy nhiên bộ phim lạm dụng hiệu ứng âm trầm hơi nhiều và việc thiếu tiết chế hiệu ứng này trong một số phân cảnh tĩnh khiến cho người xem đôi lúc cảm thấy hơi đau tai. Ngoài ra trong một số phân cảnh hành động, các hiệu ứng tạo kịch tính được xây dựng không nhất quán, khi vang dồn dập ở khúc đầu nhưng lại chẳng có gì ở khúc cuối khi Adam Clay đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất. Với việc đây chỉ là phim hành động giải trí chứ không mang tính nghệ thuật, đây là một quyết định tương đối khó hiểu đến từ đạo diễn của bộ phim. Nhạc phim của mật vụ ong cũng ở mức tròn vai, không quá xuất sắc để khiến khán giả rung mình nhưng vẫn đảm bảo điều hướng cảm xúc của khán giả như kịch bản. Tuy nhiên chính vì kịch bản sắp xếp một số tình tiết không hợp lý. Ví dụ như nhân vật chính như lại và tiếp thương cho người đã khuất giữa lúc đang đánh nhau, nên việc sắp đặt nhạc cũng bị ảnh hưởng và dễ gây ra cảm giác khiên cưỡng cho khán giả. Là bộ phim hành động giải trí thứ hai ra rạp sau Điệp vụ cuối cùng, Mật vụ Ong đã phần nào khắc phục được những nhược điểm trước đó của các bộ phim hành động ăn liền. Tuy nhiên, tiềm năng phát triển thương hiệu riêng của phim vẫn chưa được khai thác triệt để và do đó mặc dù có những sự sáng tạo nhất định, Mật vụ Ong vẫn chỉ dừng lại là một phiên bản ăn theo chưa tới của series John Wick kinh điển. Bài review của chúng mình về phim Mật vụ Ong đến đây là hết. Cảm ơn các bạn khán giả của Đèn đỏ Cinema rất nhiều vì đã chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Đèn đỏ Cinema kênh chuyên về phim uy tín hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng chúng tôi